rồi không? Xe này chở hột điều quá các bạn, chắc dễ cháy không? Xe nó chở hột điều. Cái này nó chở không đều. Trái hồi nào tới giờ luôn. Chạy. Chạy tới đây luôn. Ghê không? Chạy ra tới đây. Xe nó chở không đều nó cháy. À chạy chi thế luôn.